Thế năm nay cậu bao tuổi? Năm nay mình mới 22 tuổi. Ừ, 22 à? Năm nay tôi 26. Ừ, cách nhau cũng 4 tuổi, không nhiều. Cái gì? Chị năm nay đã 26 tuổi rồi cơ. Nói thật, con trai bọn em ai cũng thích một cô gái trẻ trung xinh đẹp. 26 thì hơi quá với em. Ừ. Thế cậu làm nghề gì? Em làm shipper. Lương tháng bao nhiêu? 10 đến 15 triệu. 10 đến 15 triệu à? Có đủ sống không? Đây, sống ở Hà Nội này thì cũng tạm tạm. Đủ ăn đủ mặc. Cậu có xe chưa? Em chỉ có xe máy thôi. Còn ô tô thì không. Thích xe gì? Em thích Maybach. Maybach à? Có nhà chưa? Nhà em đang đi thuê. Ừ, thế thì bây giờ như thế này nhá. Một chiếc xe Maybach đứng tên cậu. Một căn nhà ở Hà Nội cũng đứng tên cậu luôn. Thế thế nào? Hả? Mua xe cho em á? Ừ. Vậy thì bắt đầu lại nhá. Tôi có già không? Không, không già. Tôi cần phẫu thuật thẩm mỹ cho nó trẻ lại giống các em gái đôi mươi không? Chị rất đẹp, chị 10 điểm, chị tuyệt vời. Vậy thì bây giờ Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi.